nay việc vệ sinh răng miệng đã dễ dàng hơn bao giờ hết. Cụ thể như mình đang cầm một chiếc bàn chải điện ở trên tay, nó khá là tiện đúng không? Các vòng tròn nhỏ được cài đặt tự động sẽ giúp chúng ta trong việc loại bỏ các mảng bám và thức ăn thừa một cách tối đa nhất. Vì thế sẽ hạn chế xảy ra các bệnh lý về răng miệng. Vậy thì có bạn nào đã từng thắc mắc về các phương pháp vệ sinh răng miệng thời xưa chưa? Không có kem đánh răng, cũng không có bàn chải chuyên dụng. Liệu có phải răng ai cũng bị ố vàng và sâu? Hãy cùng Trang đi tìm hiểu về top 5 cách vệ sinh răng miệng kỳ lạ nhất thế giới nhé! 1. Gỗ nhai. Gỗ nhai là phương pháp vệ sinh răng miệng khá phổ biến trong những năm của thế kỷ 19-20. Gỗ nhai không những được sử dụng ở các nước phương Tây mà chúng còn khá phổ biến trên toàn thế giới, bao gồm những nước Đông Nam Á như Thái Lan và Việt Nam của chúng ta. Trên thực tế, họ sẽ sử dụng một đoạn gỗ nhai được cắt từ nhánh của cây arắc. Trước khi tạo hình lông chải, bằng cách xé bỏ lớp vỏ ngoài phía dưới đoạn gỗ, từ đó phần đầu cây chải sẽ được nhúng vào nước để làm ướt và sử dụng giống hệt như một chiếc bàn chải hiện đại. Một khi lớp lông chải bị mòn đi hoặc sơ, bạn chỉ cần cắt bỏ phần lông cũ, sau đó lại bóc tách lớp vỏ cây ở dưới để tái chế lại một chiếc bàn chải mới. 2. Kem đánh răng từ thiên nhiên. Vào thời cổ đại, bột răng có vai trò kép trong việc làm sạch răng và chữa sâu răng. Trong bài thuốc bào chế có sử dụng gừng, thăng ma, địa hoàng, cỏ mực, hoe rác, tế tân, lá sen, muối xanh, 9 vị thuốc bắc kết hợp lại để làm bột đánh răng. Có hương thơm mát, giúp thanh nhiệt, ngăn ngừa sâu răng. Người ta mài nhỏ các nguyên liệu ra, sau đó đun lấy nước, chất bỏ bã và nấu thành cao. Đây là thuốc đánh răng được dùng cho tầng lớp quý tộc thời xa xưa. 3. Bàn chải đánh răng làm từ đuôi bò. Năm 1780, một công dân người Anh, ông William Edis, đã làm ra một chiếc bàn chải từ xương súc vật và đuôi bò. Bằng cách rùi nhiều lỗ nhỏ trên một chiếc xương súc vật, rồi luồn vào đó nhiều sợi lông đuôi bò cứng ngắn, cắt cho bằng để chải răng. 4. Nước mía. Một phương pháp thú vị khác khiến nhiều người có cảm giác nghi ngại ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Ở một số đảo quốc trên biển, người ta sẽ nhai những khúc mía từ tất cả những vị trí bên trong của khoang miệng, bao gồm cả răng cửa, răng nanh lẫn răng hàm. Mục đích đơn giản là để ép phần nước mía chảy ra. Vậy vì sao nước mía ngọt lại có tác dụng làm sạch răng? Đơn giản vì lượng đường trong mía có thể trung hòa được lượng axit có trong miệng. Lượng axit này là nguyên nhân chính gây ra các bệnh lý về răng. Xếp ở vị trí thứ 5, đó chính là sử dụng vỏ cau. Ở các nước phương Tây đã sử dụng các công nghệ tiên tiến hay các phát minh vĩ đại mang tính khoa học, thì các quốc gia Đông Á và đặc biệt là Đông Nam Á lại thực hiện những cách truyền thống để vệ sinh răng miệng, đó chính là vỏ cau. Bằng cách bổ nhỏ quả cau thành 4 phần bằng nhau và chà sát chúng lên răng từ 2 đến 3 phút. Thế là bạn đã có thể an tâm đi ngủ rồi. Trên đây là tổng hợp top 5 cách vệ sinh răng miệng kỳ lạ nhất thế giới. Các bạn ấn tượng với các phát minh vĩ đại của người xa xưa không? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên là nhấn like kèm subscribe để giúp Nha Khoa Paris đạt 100.000 sub nhanh nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.